Nó đang cảm xúc nữa rồi nó diễn vậy. Ồ, nó diễn vậy mà nó diễn được cái thằng này nó. Đi đá đi. Không sao đâu, vì chẳng cái khớp à. Chứ nếu vậy tay là không có cửa. No, 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 Nguyên. Em Nguyên vậy đó, nó đá lấy rồi. Rồi, Nguyên cục xương ra kìa. Móp vô đi nè. Nó bị móp vô cái khớp rồi. Thôi đưa nó đi, đi không làm được nữa đâu. Không làm được nữa đâu, không làm được nữa đâu. Không cần sống gì hết. Con mùi nó từ từ đi. Em gọi cho thằng Quân liền đi. Thằng Quân PT nó có một cái thằng chỉnh xương, chỉnh cốt rồi đó. Rồi, chết ra, chết ra. Sư phụ ơi, cảm ơn sư phụ. Nó còn đuổi mình lẫn nghĩa địa vậy.